Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với shop Dụng Bá Chuyên Kẹo Chì. Hôm nay em quay trở lại giới thiệu đến anh em cái mẫu kẹo chì Slurp khuôn nhập chì dây đóng máy anh em nhé. Trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì em xin nói qua là shop nhà em kẹo lấm thì 100% đều làm bằng chì lấu đấy. Còn duy nhất chỉ có kẹo Slurp bắt buộc làm bằng chì dây thì shop nhà em mới làm kẹo chì dây đấy. Còn tất cả kẹo lấm nhà em đều làm chì lấu 100%. Anh em nào muốn chơi kẹo lấm chì dây thì anh em có thể qua shop khác, vì shop nhà em hiện tại không làm chì dây anh em nhé. Đấy, bởi vì sao em không làm chì dây? Bởi vì cái chì dây đấy, như ngày xưa anh em chơi tầm độ khoảng 5-6-70m thì ok. Thế nhưng mà bây giờ cái sự đòi hỏi cái độ chuẩn của anh em lên đến 100 trên 100m, thì cái chì dây này nó mềm quá nên là cái độ chuẩn của nó không đạt được, nên là shop nhà em không làm chì dây nữa. Đấy. Còn trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì xin phép anh em nào đang theo dõi được cái video của shop nhà em thì rất mong anh em có thể cho em xin một lượt like lên video và một lượt đăng ký kênh để em lấy tương tác anh em nhé. Đấy, còn về chất lượng sản phẩm, anh em nào dùng qua hàng của shop nhà em rồi, anh em có điểm nào chưa hài lòng, anh em có thể để lại bình luận góp ý để em cải thiện lại, phục vụ anh em tốt hơn. Còn anh em nào cảm thấy ok rồi thì anh em có thể cho em xin một lượt bình luận ok nhé. Đấy. Còn về cách thức giao dịch hàng của shop nhà em thì shop nhà em từ trước đến nay vẫn ship hàng COD, nhận hàng thanh toán tiền của shop nhà em. Thì khi anh em mua hàng, đấy, khi anh em mua hàng anh em không cần phải cọc, đấy, không cần cọc và cũng không được kiểm, vì hàng này là hàng nhạy cảm cho nên anh em thông cảm hàng không kiểm. Đấy, anh em tin tưởng quý mến thì anh em gọi điện đặt mua hàng, còn anh em cảm thấy không tin tưởng thì mình có thể qua shop khác. Số điện thoại và Zalo của shop nhà em là 0967827368, 0981739730. Cả hai số điện thoại này nhà em đều có Zalo anh em nhé. Anh em có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo, em sẽ tư vấn cho anh em. Như ở đầu video em đã nói, hôm nay giới thiệu đến anh em cái mẫu kẹo chì Slurp khuôn nhập chì dây đóng máy. Cái mẫu kẹo này thì hiện tại nhà em chỉ có 5.5 và 5.52 thôi anh em nhé. Đấy, thực chất cái cỡ chuẩn của nó là 5.48 và 5.518. Đấy, thích hợp cho anh em chơi cành 5.5 và cành 5.52. Bản này là bản nặng nhất anh em nhé, bản nặng nhất 27g. Đấy, bản 27 anh em nhé, váy lõm, đấy, đít lõm lòng chảo anh em ạ, đít lõm này anh em nhé. Đấy, đặc trưng của kẹo này thì đầu nó có lỗ, đấy, để tạo cái sát thương lớn hơn. Mẫu kẹo này thì cái ưu điểm của cái dòng kẹo này, thứ nhất là độ lướt gió tốt, thứ hai độ vươn tốt, thứ ba là sát thương tốt. Còn cái nhược điểm của cái dòng kẹo này, nó có một cái nhược điểm anh em cần phải lưu ý giúp em, là cái dòng kẹo này nó hơi khó chơi. Đấy, mẫu kẹo này nó cực kỳ là chuẩn và cực kỳ là tốt, thế nhưng mà nó hơi kén cành, anh em phải chú ý nhá. Không phải là đây em nói là em tư vấn theo những cái gì em biết anh em nhá, là cái dòng kẹo này của shop nhà em, đấy, cái kẹo này của shop nhà em thì thứ nhất là cái cành 11-12 khương nó rất khó chơi. Đấy, bởi vì sao? Vì cái cành 11-12 khương cái tốc của nó rất thấp. Thứ hai nữa là cái viên kẹo này của nhà em nó là cái bản lặng thì cái tốc của nó cũng sẽ thấp anh em nhé. Và kèm theo một cái nữa là khi anh em test thì cái khương của nó sẽ kéo lên thân của viên kẹo. Đấy, là nó sẽ làm giảm cái tốc của viên kẹo xuống. Đấy, cho nên là tốc của nó thấp, kẹo tốc thấp mà cành tốc cũng thấp thì cái độ chuẩn của nó rất kém. Đấy, thậm chí là nó sẽ không trụ. Đấy, nên là anh em phải chú ý nhé. Anh em nào mà thực sự có kinh nghiệm, biết canh chỉnh thì anh em mới có thể chơi được ở trên cái cành 11-12 khương. Còn nếu như anh em làm mới chơi thì em khuyên chân thành anh em là không nên sử dụng cái mẫu kẹo này cho cành 11-12 khương. Đấy, cái dòng kẹo này thì thích hợp cho anh em chơi cành 8 khương, 9 khương, 10 khương. Đấy, hàng này thì bao chuẩn cho anh em là 130m đến 150m tùy vào từng loại cành anh em nhé. Đấy, tùy vào từng loại cành bao chuẩn từ 130 đến 150m. Đấy, 100% kẹo Slurp trên thị trường đều được làm bằng chì dây hết anh em nhé, vì cái khuôn này không làm được bằng chì lấu. Đấy, cho nên là 100% là làm bằng chì dây. Đấy, hiện tại cái mẫu kẹo này có giá hiện tại, thời điểm hiện tại là 500.000 một cân bao ship. Đấy, còn rất nhiều anh em thắc mắc tại vì sao có shop bán rẻ hơn lại vì sao có shop bán đắt hơn, thì cũng tùy anh em nhé. Có những shop cái khuôn của người ta khuôn cao cấp hơn, cái độ chính xác và cái độ chuẩn, độ cân đối của nó cao cấp hơn, nó tốt hơn, thì có thể là người ta bán giá cao hơn, vì cái khuôn đấy, bản thân cái khuôn đấy khi người ta mua về của nó cũng có giá đắt hơn. Còn có những cái shop mà người ta bán rẻ hơn thì có thể là người ta tự sản xuất được. Đấy, người ta tự sản xuất được thì người ta sẽ bán với cái giá rẻ hơn. Còn như shop nhà em, hàng này thì nhà em cũng phải đi nhập lại. Đấy, chứ em không tự sản xuất ra. Cho nên là em cũng vẫn bán theo cái giá thị trường anh em nhá. Giá là 500.000 một cân bao ship và hỗ trợ bán lửa cân cho anh em là 280.000. Đấy, hàng này nó là Slurp khuôn nhập chì dây đóng máy anh em nhá. Cái mẫu kẹo này thì thích hợp cho anh em đâm cỏ, đấy, sử dụng cự ly xa hoặc là anh em đi rừng. Đấy, mỗi một cân của cái dòng kẹo này
thì nó được vào khoảng khoảng 600 viên anh em nhé. Đấy, tính ra thì nó cũng khá là đắt so với cả những cái dòng kẹo lấm, vì một cân loại này thì nó được rất ít. Đấy, còn về cái độ chuẩn và cái độ chính xác thì nó cũng phải tùy thuộc cả vào cành nữa anh em nhé. Cành tốt, cành chuẩn, nó hợp thì cái độ chuẩn của nó cực kỳ là cao. Đấy, thế nhưng mà anh em sử dụng ở những cái cành mà không hợp, mà anh em không biết canh chỉnh thì nó sẽ không trụ. Đấy, nên là khi anh em chơi cái dòng kẹo này thì anh em phải có một sự hiểu biết một chút. Và cái thứ hai nữa là nếu như anh em không biết mà anh em vẫn muốn sử dụng cái dòng kẹo này thì anh em cần tham khảo và anh em có thể là liên hệ cho em để em tư vấn cho anh em nhé. Đấy rồi, ok, chào anh em và hẹn anh em ở trong những video tiếp theo.